Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh Hentai Channel. Và các bạn ơi, Kuro Heric các bạn lắp máy rồi. Hentai thì hiện tại đang lắp 12 nha. Nhiệm vụ ở đây chúng ta cần làm là cho một cái bé rồng nào đó ăn để chúng ta sẽ nhận được những cái bé bọ nha mọi người. Let's go. Vị trí này thì mình sẽ cho một cái em. À, con này hay kêu gọi là rắn các bạn ơi. Hệ đất nha, nhìn khá là cute luôn. Chắc có lẽ là mình sẽ cho nó lên tàu khoảng level 20 nha. Ồ, 17 gần lên rồi. Thôi mình đẩy cho nó lên luôn nha. Ok, 20 các bạn ha. Đã hoàn thành xong nhiệm vụ. Chỗ này thì anh em mình, wow, nó 4 và chúng ta cần thả là 5 cái bé. Ấy chà, 5 cái bé trong chỗ ấp trứng ra nha mọi người. Hiện tại anh em mình đang có 2 bé rồi nè. Rồi, nhiệm vụ tiếp theo nữa sẽ là khu vực list và anh em mình cần phải win các bạn ha. Cần phải win tổng hợp 4 trận nha. Nghĩa nhà khu vực list ở đây. Hiện tại thì wow, anh em mình sẽ đến với ngày hôm nay thì theo lời yêu cầu của khá là nhiều bạn đã comment thì anh em mình sẽ đến với cái nhân vật này nha mọi người. Bé này đang có một cái sự kiện để sở hữu được cái thành viên này luôn ha. Đó chính là cái sự kiện đây cho các bạn xem nhãn cái nha. Wow, Luna New Year ha. Advan khá là ngon luôn các bạn ơi. Nên mình sẽ nhận được là ống nghiệm nha. Còn phía dưới này thì chúng ta sẽ wow, được một em heroic này luôn các bạn ơi. Heismon mặt trăng ha. Rồi ở đây thì ui, tính ra là nó cầm cái mặt trăng nhưng mà tại sao nó không có cái chiêu mặt trăng nào hết nha. Ok nha. Rồi bé yêu này thì anh em mình cố gắng cày thôi ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với cái khu vực list và cùng nhau trải nghiệm sức mạnh của cái nhân vật này xem như thế nào nha. Let's go. Wow, chỗ này thì nghĩa nhẹ thử đội hình tem bạn. Tem bạn thì là level 40 nha. Ôi, anh em mình dường như là khều một cái là lượm được một em. Và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho anh ta một lượt đăng ký nha. Và nhớ mở thông báo hình cái chuông lên để anh ta ra video là livestream thì các bạn sẽ nhận được thông báo nha mọi người. Wow, khá là tuyệt vời. Và anh em nào có chơi cái tựa game này thì đừng quên kết bạn với Hentai qua Facebook nha. Khi đó thì anh em mình sẽ có thể chiến đấu với nhau cho vui. Và cái link Facebook của mình thì mình để bên dưới phần mô tả của video nha. Ui chà, một hit thì anh em mình không thể hạ được cái thành viên này nha. Anh em mình sẽ hit thứ hai. Ok, xác thương anh em mình đang được tăng gấp đôi các bạn ơi. Với chứng minh Ratun. Ui, tay bạn có hai con Ratun luôn kìa. Một mình cưng ba. Wow, quá ghê gớm luôn. Rồi đến với cái hẹp thứ 3. 114 nha. Bạn này thì ui, Kamas 5 sao các bạn à. Oh my god. Ôi, kích hoạt khả năng miễn nhiễm sát thương. Anh em mình không gây được sát thương cho tem bạn. Lại một lần nữa kích hoạt miễn nhiễm luôn. Ui, căng nha. Luna đại chiến với Kamas và sự hổ báo không hề nhẹ đến từ tên bạn. Lại một lần nữa, nãy đây sử dụng từ chiêu búp máu. Wow. Rồi, bây giờ là đến với thành viên Macaron Gon. Bé này hiện tại cũng đang 5 sao. Căng nha. Bạn này như đang bị thiếu thức ăn nè các bạn. Bạn này mà đẩy lên level 70 là hết sảy luôn nữa nha. Rồi, dứt điểm thành công được Macaron Gold. Bây giờ anh em mình đang đến với Legend Victory Hand. Sương sương thì cũng được tầm khoảng 3 hiệp. Nhưng mà ở đây nó kêu mình tới 4 trận lần các bạn ơi. Còn cành cây, nhiệm vụ nhiệm vụ bông chứ. Nhiệm vụ bông thì anh em mình phải lót dép ngồi chờ rồi ha. Tiếp theo thì hôm nay anh em mình sẽ đến với khu vực Arena. Và chúng ta sẽ cùng đi chào hỏi nhẹ đội hình của team bạn nha. Mình thì đang cầm trong tay hai thành viên khá là hộ báo. Wow, Heroic mặt trăng nha mọi người. Rồi, Advan thì chắc hẳn các bạn đã biết rồi. Còn lại thì anh em hãy cày đi ha. Và trên cái trang fanpage của mình là Hentai Channel ha. Thì Hentai có chia sẻ với các bạn một cái gift ha. Một cái phần thưởng nhẹ của Dragon City. Anh em chỉ cần vào cái trang fanpage của mình là các bạn sẽ thấy được cái link để đăng nhập nha. Các bạn bấm vào cái link đăng nhập thì các bạn sẽ nhận được tầm khoảng cái thức ăn đó các bạn. Một cái rương thức ăn khá là to và bự chờ đợi anh em luôn ha. Rồi chỗ này chắc có lẽ là ca này cũng hơi khoai nha. Tem bạn thì có cái bé này.
Rồi, ok anh em mình chơi thử luôn xem sao. Dòng Titan thì các bạn biết rồi đó, nó sẽ có một cái bộ giáp siêu chắc chắn luôn các bạn ơi. Ui, Kamas của mình đang có sát thương nhân 2. Rồi rồi, tới câu chuyện luôn nha. Anh em mình bây giờ là kích hoạt khả năng block không dính sát thương các bạn ơi, quá tuyệt vời rồi. Bây giờ là sẽ đến với Harrisman. Sức mạnh khá là căng thẳng luôn. Rồi, bây giờ thì ôi sát thương nhân 2. Rồi, bé tới công chuyện với anh thiệt rồi. À, pha này anh em mình không ổn các bạn ơi, mình hạ được con này nhưng mà nó, cái bé này nó ra nó bụp mình một cái là mình lên dĩa nữa. Cho nên là anh em mình phải tính toán cẩn thận mới được. Mặc dù là cái bé này chúng ta sẽ quýnh tầm 2 cái mới hạ được cái con này. Đó. Rồi, thành viên này thì ôi, mình cũng đang có sát thương nhân 2 luôn, đến từ chiêu nước nha. Wow, 179. Rồi, bây giờ anh em mình lụm nhẹ tem bạn luôn ha. 192 các bạn. Victory. Wow, sương sương được 2 hiệp rồi ha. Qua cửa là thấy mừng rồi. Khu này các bạn gặp toàn là cao thủ không à. Anh em nào mà chơi cái tựa game này thì chắc hẳn đều biết cái khu vực arena này nó chua như thế nào rồi ha. Wow, bé chuột các bạn ơi. Bé chuột này hiện tại level là 50 và cũng đang cầm trong tay là 2 ngôi sao rồi. Đây, chỗ này thì chúng ta sẽ đang có sát thương nhân 2 luôn. Wow. Bé này cũng 5 sao và level là 70 nha. Wow, lụm nhẹ luôn một em nè, thành viên tiếp theo. Ui, căng nha. Rồi, bây giờ anh em mình sẽ nhờ đến Heroic Kamas. Rồi, lụm nhẹ tên bạn cái luôn nha. Victory. Rồi, ở đây thì hết sảy rồi các bạn ơi. Wow, 70, 70 vẫn là 70. Ui, con này nhìn cũng đẹp phết luôn. Nó có một cái bé bét đi theo sau nữa các bạn. Và lượng sát thương anh em mình dành cho tem bạn thì đang được tăng gấp đôi nha. À, bé này mình cũng có nè. Cũng đang level 70 luôn. Wow. Vị trí này ôi, cho bé bên trong này đi ha. Chúng ta sẽ xài là tuyệt chiêu nước nha mọi người. Thành viên cuối cùng của tem bạn. Wow, 5 ngôi sao. Sát thương đang được tăng thêm 42% nha. Ôi, ca này là thấy hơi cao rồi đấy. Lượng đam đến từ tem bạn là 91. Anh em mình chơi trò búp máu một cái cho vui nè. Ôi, không kích hoạt được khả năng miễn nhiễm ha. Và bây giờ chúng ta sẽ nhờ đến Heroic Mon. Wow, tắm rửa sạch sẽ cho tem bạn với hiệu ứng là nước luôn. Rồi, ngon lành nha mọi người. Victory. Đây, sương sương ở đây anh em mình còn gõ được tập khoảng 2 hiệp nữa nha. Và các bạn ơi, hôm nay thì anh em mình trải nghiệm sức mạnh của cái bé. Đó chính là Harris Mon ha. Và mọi người muốn mình review về bé rồng nào, đừng quên để lại bình luận cho hai anh tê biết với nha. Và một cái nút like nhẹ của các bạn sẽ ủng hộ cho hai anh tê channel có thêm động lực mà làm nhiều tập mới hay và hấp dẫn cho mọi người xem ha. Wow. Rồi, ở đây thì anh em mình sẽ đến với đổi rồng. Wow, trùm cuối của tem bạn với cái sừng tê giác. Ui, ngon hang. Lụm nhẹ với tuyệt chiêu Rainbow. Lượng máu bị ép xuống một cái mức khá là thấp rồi. Rồi, anh em mình tiễn nhẹ thành viên này luôn nha. Oh no, ẩu rồi. Wow, hơi ẩu nha các bạn. Đây, ráng lụm cái bé này xem. Hồi sinh trở lại thêm một lần thì lần này mình sẽ nhờ đến bé Mon nữa ha. Hai con mà bây giờ chỉ còn lại một em thôi. Chỉ vì một phút sơ sẩy các bạn à, anh em mình đã để một em lên dĩa rồi. Chỗ này thì chúng ta sẽ nhờ đến sự xuất hiện của bé Trâu Mũi Khoan nha. Một trong những con Heroic vô cùng đẳng cấp luôn.
Vô cao. Ôi, tại bạn có cái skin nhìn hơi bị xịn sò luôn đây các bạn ơi. Skin đỏ ha. Nhìn là thấy rực lửa rồi. Xét thử anh em mình đang ui tăng gấp đôi với Heroic Kalmas. Tầm này thì vẫn là bé Mon đi. Hôm nay nhân vật chính của chúng ta là bé Mon cho nên mình ưu tiên nó nha mọi người. Wow, con này nhìn cũng đẹp phết nè. 217 cành. Rồi, lần này thì cho bé trâu nha các bạn. Ngon lành nha, thành viên này thì 5 sao và... Wow, sát thương của bé trâu mình được tăng gấp đôi. Victory. Rồi, ổn các bạn ơi, khu này sương sương anh em mình gõ. Cũng được tập khoảng 6 hiệp ha. Đánh nhìn cho nó sướng nè. Đây, tiếp theo thì anh em mình đang nghía nhẹ. Nhiệm vụ này thì vẫn đang bị kẹt rồi. Chỗ này thì anh em mình sẽ... Đây các bạn ơi, anh em nào mà chưa có kết bạn với HT thì nhớ kết bạn nha. Đây, khi mà kết bạn xong thì các bạn sẽ hiện cái tên ở khu vực này. Wow, những cái tên thành viên ở đây nha mọi người. Đây là những cái bạn đã kết bạn với HT qua Facebook hết rồi nè. Bạn nào mà chưa kết bạn thì nhớ kết bạn với HT nha. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ gẹo được gẹo rồi là chiến đấu với nhau nè. Chỗ này thì mình sẽ đi gẹo thử cái bạn đâu rồi, kiếm bạn nào gẹo cho vui nha. Ui, bạn này level 75 nè, chúng ta cùng nhau trải nghiệm nhẹ thử nha. Kalmas, hai bé Mon. Đó, let's go. Wow, Kalmas tên bạn level là 40. Đây, anh em mình cùng giao lưu nhẹ nha mọi người. 184 nghe. Wow, dứt điểm thành công các bạn ơi, 464 cành luôn. Wow, lượng đam rất ghê gớm luôn các bạn. Nói rằng nhân vật Karma phải nói rằng quýnh rất là đỉnh luôn nha. Rồi, chỗ này anh em mình gẹo ai nữa đây? Kiếm một cái bé nào đây hen. À, bạn này là Tuấn Nguyễn đúng không? Rồi, trải nghiệm nhẹ sức mạnh của team mình luôn nha. Let's go. Wow wow wow, đội hình của team bạn kia. Rồi lần này chúng ta sẽ đến với chiến thần Heroic Mon. Ui, tắm rửa sạch sẽ luôn. Hiệu ứng nước nhìn cực kỳ đẹp nha mọi người. Victory ha. Rồi và các bạn ơi, anh em nào chưa đăng ký kênh thì đừng quên để lại cho chúng ta một lượt đăng ký nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.